Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, uh, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt trong cái tháng 10 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn để quý vị có thể chọn được những ngày lành tháng tốt để giúp cho công việc nó được thuận lợi, hanh thông và may mắn Và để chọn ra cái ngày tốt trong tháng 10 âm lịch ấy, thì Tử Thông sẽ sử dụng cái quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư Đó. À, Quý vị có thể mở trang trong tháng chín, chín Đấy thì cái phần 88 nó là cái cái lịch vạn sự của tháng 10 của bao gồm có thần sát cát hung và trong chương trình ngày hôm nay thì tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn theo cái đồng công trạch nhật nhé theo đồng công trạch nhật để quý vị có thể tìm ra cho mình được những cái ngày lành tháng tốt à, giúp cho chúng ta làm mọi việc được thuận lợi và à, công việc nó được hanh thông thì quý vị biết ý, thì cái tháng 10 âm lịch kiện nó khỏi từ ngày mùng 1 tháng 11 dương lịch đến ngày 30 tháng 11 dương lịch và cái ngày mùng 1 nó là ngày kỷ tỵ tháng 10 âm lịch nó là tháng ất hợi nhé là tháng đủ có 30 ngày Thì quý vị biết là cái tháng 10 Tháng 10 nó gồm có hai tiết khí Tiết lập đông và tiết tiểu tuyết Trước lập đông một ngày là tứ tuyệt Sau lập đông thì tam sát ở cái phương Tây Các phương là thân dậu tuất người ta kỵ tu tạo động thổ Quý vị nhớ nhé Đó. Và bao giờ cũng vậy Thì để lựa chọn ra một ngày tốt Một ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ ra Những ngày xấu cần tránh à, Quý vị có thể mở trang Mở trang 90 chứ 90 của sách ngày tốt tuần thư để chúng ta loại bỏ ra những ngày xấu cần tránh đó quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thể những quyển sách ngày tốt tuần thư nhé thì những ngày xấu cần tránh trong cái tháng 10 âm lịch bao gồm những ngày sau đầu tiên chúng ta có ngày sát chủ ạ? ngày sát chủ thì nó sẽ là ngày ngày dậu nhá. ngày sát chủ là những ngày dậu ngày dậu thì chúng ta sẽ có gì ba ngày đúng không ạ mùng năm là ngày quý dậu này 17 là ngày ất dậu và 29 là ngày đinh dậu thì đây là những ngày sát chủ của chúng ta chúng ta tránh nhé thứ hai là ngày thụ tử ngày thụ tử nó là những ngày thân đúng không ngày thân thì bao gồm có ba ngày mùng 4 là nhâm thân này 16 là giáp thân và ngày 28 là ngày bình thân tiếp đến là ngày nguyệt phá thì tháng 10 tháng tháng hợi đúng không tháng ất hợi hợi tị là tương xung thì những ngày tị sẽ là những ngày nguyệt phá bao gồm có ba ngày này mùng 1 là ngày kỷ tị, này 13 là tân tỵ và 25 là ngày quý tỵ tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cũng cảm thấy xem xét đó là ngày dương công dương công được kỵ động thổ nhé đúng không? ngày thiết địa chuyển sát đó là ngày bính tý và ngày nhâm tý bính tý và ngày nhâm tý thì bính tý là ngày mùng 8 này quý vị cũng xem này tiếp theo là ngày nguyệt kỵ nguyệt kỵ bao gồm có ba ngày mùng năm mùng bốn hai ba ngày mùng năm mùng năm thì nó sẽ rơi vào ngày mùng bốn mùng năm là ngày quý dậu này trùng với ngày sát chủ ngày mười bốn ngày mười bốn thì nó là ngày ngày nhâm ngọ này ngày hai mươi ba hai ba đó là ngày tân mão đó tiếp đến ngày cuối cùng chúng ta cần loại bỏ đó là ngày tam nương Ngày tháng lương chúng ta sẽ có 6 ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 đúng không ạ? Mùng 3 thì nó sẽ rơi vào ngày Tân Mùi này. Ngày mùng 3 này, mùng 7 là ngày Ất hội này. Ngày 13 thì nó sẽ là ngày Tân Tỵ này. Ngày 18 thì nó là ngày Bính Tuất. Ngày 22 là ngày Canh Dần. Cuối cùng là ngày 27. 27 thì nó là ngày ngày Ất Mùi đó là những cái ngày xấu mà cần phải tránh để chúng ta chọn ra ngày được ngày tốt đúng không ạ thì sau khi đã loại bỏ những ngày xấu rồi thì chúng ta bắt đầu sử dụng cái tài liệu là đồng công trạch nhật nhé đồng công trạch nhật thì quý vị có thể mở cái trang trang 91 của cuốn sách ngày tốt tuần thư để chúng ta tìm ra những ngày lành tháng tốt cho quý vị làm mọi việc cho được thuận lợi và may mắn thì chúng ta biết cái tháng 10 âm lịch nó là tháng ất hợi đúng không ạ tháng 10 âm lịch nó là tháng ất hợi thì ngày đầu tiên chúng ta xét là ngày hợi thì ngày hợi trực kiến đúng không ạ ngày hợi trực kiến ngày hợi thì bất lợi về việc khởi tạo khai trương xuất hành giá thú nhập trạch an táng dùng nó thì bị chiêu quan tư, tổn gia trưởng. Ngày ất hợi, kỷ hợi thì chỉ nên làm việc nhỏ. Nói chung, ấy, ngày hợi trong tháng 10 là không tốt, quý vị không nên dùng. Như vậy chỉ có ngày ất hợi và ngày kỷ hợi là dùng được thôi. Ất hợi và kỷ hợi thì ngày ất hợi 7 phận tam nương nữa. Như vậy là ngày hợi thì chúng ta cũng không dùng được nhé. Tiếp theo là đến ngày tí. Ngày tí là trực trừ, được ngũ hành vượng tướng, nhưng lại là chỗ gì khởi đầu của giao giới hai mùa thu đông nên chuyển cái sát tinh xấu à, có thể gây ra thương tích không nên dùng chỉ có ngày giáp tý là không bị chuyển sát vì nó là ngày thiên sáng là dùng được đúng nhưng giáp tý trong tháng này không có Đó. tiếp theo chúng ta xét ngày xỉu nhé như vậy ngày tý cũng không dùng được này ngày thứ ba là ngày xỉu ngày xỉu thì có thiên phú lại có thiên thành là tốt đúng không ạ nhưng bên cạnh đó nó cũng có thiên tạc cũng xấu đấy ngày đinh xỉu quý xỉu thì bị sát tập nhiều trung cung đinh xỉu quý xỉu ngày 19 bị sát tập nhiều trung cung à, bất lợi trước việc khởi tạo giá thú kỵ tổ chức ca nhạc ồn ào hay là, là chương chống âm sòm làm kinh động đến thần sát gây tổn hại về người và súc vật các ngày xỉu khác cũng không nên dùng chỉ có thể động và cúng tế tức là gì làm mộ và cúng tế tức là về phần âm bình được thôi nhé tức là ngày xỉu này ngày 21 này quý vị chỉ có thể là làm việc cúng tế được còn lại là không nên làm phàm hễ và vào cung xỉu ấy thì ngũ hành vô khí lại bị phạm thiên tặc nguyễn yểm nên là gì không họa là tốt nhất không nên dùng thì tốt hơn đó tiếp đến chúng ta xét ngày dần ngày dần thì là ngày trực bình đúng không? có thiên phú Đấy. có thiên thành lại đến châu tinh nên là việc đến cửa quan thì bị tan biến chỉ có ngày giáp dần là tốt tốt nhất ngày nhâm dần ngày canh dần là ngày thứ cát giáp dần là tốt nhất nhâm dần canh dần thì là thứ cát các ngày dần khác thì đều xấu như vậy là gì cái ngày mậu dần này cũng là ngày xấu nhé mậu dần là ngày xấu không dùng được tiếp đến chúng ta xét đến ngày mão ngày mão là có trực là trực định đúng không ngày mão trực định Ngày Ất Mão thì có Thiên Đức, Tân Mão, Kỷ Mão thì nên động thổ thi công, đặt táng dựng cột các vào rông, giá thú nhập trạch, khai trương xuất hành. À, thì được gì các sao tốt nó chiếu, nó giờ là tốt. Như vậy là ngày ngày tốt đầu tiên chúng ta có là ngày 11 này. 11 là ngày Kỷ Mão. Kỷ Mão là ngày tốt đầu tiên. Còn các ngày mão khác thì cũng là thứ cát nhưng mà có ngày 23 ngày Tân Mão thì bị bị gì? Bị phạm một ngày nguyệt kỵ nhé, chúng ta không dùng. Tiếp theo chúng ta xét ngày thìn, ngày thìn sẽ có hai ngày 12 và ngày 24. người giáp thìn thì có thiên nguyệt địa đức nhưng mà chỉ có thể làm lén việc nhỏ, chứ là những việc lớn như là khởi tạo hơn công động thổ, nhập trạch xuất hành thì đều bất lợi. Ngày thìn trong tháng 10 tuy không phải là ngày hung bại nhưng cuối cùng thì vẫn xấu. Các ngày thìn khác thì cũng bất lợi, chỉ có ngày bính thìn là có thể phá núi phát cỏ. Bính thìn trong tháng này không có đúng không ạ? ngày mậu thìn thì bị sát tập nhiều trung cung thì trong tháng này cũng không có đúng không? là ngày đại hung còn các ngày thìn khác thì cũng xấu như vậy ngày thìn thì chỉ có ngày rác thì một ngày bính thiền thôi chứ trong tháng này không có hai ngày này Đó. tiếp theo sẽ đến ngày tị thì ngày tị trực phá rồi ngày tị trực phá chứ ta loại bỏ rồi đúng không ạ thì tổng công cũng nói là gì ngày tị thì có tiểu hồng sa lại phạm vào châu tước câu giáo mọi việc thì không nên làm duy chỉ có ngày ất tị thì có thiên đức nên là có thể làm việc nhỏ thì được thứ cát ngày đinh tị phạm chính tứ phế rất xấu phạm thì dù uy danh dữ dội thì cũng sẽ bị tiêu tan nạn xấu nó xảy đến dẫn đến chuyện là hao tốn về tiền bạc như vậy là ngày, ngày tị là xấu nhá Tiếp theo chúng ta sẽ là ngày ngọ Ngày ngọ thì có huỳnh sa Ngày giáp ngọ Ngày giáp ngọ thì có nguyệt đức Các sao là huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng Các các tinh đồng chiếu Nên sửa chữa tạo tác an táng hôn nhân Khai trương xuất hành nhập trạch Hay là hưng công động thổ thì được đại cát Như vậy là gì? Chúng ta ngày đầu tiên ngày giáp ngọ là ngày đại cát này Ngày 26 này Giáp ngọ Giáp ngọ là ngày đại cát này Đó. Các ngày ngọ khác thì được thứ cát Như vậy chúng ta có thêm ngày mùng 2 này Mùng 2 là ngày canh ngọ này Là thứ cát nhé Chỉ ngày bính ngọ phạm chính tiêu phế là xấu thôi à, Tiếp theo chúng ta xét ngày mùi nhé Ngày mùi thì nó trực là trực thành Đấy. Nó được tam hợp với lại nguyệt kiến Nhưng đáng tiếc lại là ngày ất mùi Bị sát tập nhập trung cung Đấy. Hơn nữa là ngày tam nương chúng ta không dùng à, cái ngày Ất mùi thì kỵ xuất hành khai trương à, an táng giá thú nhập trạch hoặc là tu tạo duy chỉ có ngày quý mùi thì có hỏa tinh quý mùi thì có hỏa tinh tức là ngày 15 thì có hỏa tinh lại được thủy nhập thái châu lại thêm có các tinh như huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng các, các tinh đồng chiếu đấy à, nên là khởi tạo uh, giá thú lễ hỏi đi hỏi vợ xuất hành gặp quý nhân à, gia trạch thì được hương vượng ổn định lâu dài dùng ngày này trong vòng 100 ngày thì tăng điển địa tấn nhân khẩu uh, sinh con quý ấy, đại vượng Đó. các ngày mùi khác thì cứ thứ cát như vậy chúng ta còn ngày 15 15 là ngày quý mùi là ngày tốt thứ à, ngày tốt thứ tư tiếp theo chúng ta xét ngày thân ngày thân để phạm vào thủ tử đúng không ạ ngày thân thì là ngày trực thâu lại phạm đáo châu tinh đấy dùng người này thì bị chiêu quan tư tổ nhân khẩu duy trì của ngày giáp thân là lúc nước trong ấy tức là lúc thủy thổ là trường sinh ở thân ấy nói chung ấy nó lại ở việc an táng giá thú xuất hành nhập trạch động thổ khai trương khởi tạo hay là gì kinh doanh Đó. À, trong vòng một năm thì được quý nhân tự đến giúp đỡ mọi việc thì được tọa ý nhưng mà nó là ngày thụ tử nên chúng ta cũng cần phải xem xét ngày canh thân thì phạm vào thọ tử không có khí tốt lại bị sát tập nhiều trung cung sinh ra tai họa liên miên nếu mà sinh con gái thì bị xấu xí bệnh tật hoặc là bị gì còn bị tai ách về nước rửa nữa vẫn không nên dùng nhá. tiếp đến chúng ta xét ngày dậu ngày dậu là trực khai trực khai thì ngày ất dậu để có thiên đức là ngày chôn cất tốt đó nhưng mà trong ngày này lại phạm ngày sát chủ chúng ta cũng sẽ kiên kỵ nói chung ấy, ngày dậu thì có thể đi hỏi vợ về nhà mới xây dựng nhà cửa khai trương nó chủ về tăng dụng vườn tăng điển địa thăng quan tiến chức nhà cửa thì phát triển người ăn kẻ ở thì có nghĩa trung thành với mình à, mọi việc thì thuận lợi Ngày kỷ dậu thì phạm một cửu thổ quỷ chỉ có thể an táng còn không nên làm việc lớn các ngày dậu khác cũng thứ cát nhưng mà tóm lại ngày dậu thì phạm sát chủ chúng ta không dùng nhé à, cuối cùng chúng ta có ngày tuất đúng không ạ ngày tuất thì nói chung là có hỏa tinh đấy có hỏa tinh ngày giáp tuất thì có nguyệt đức nên dùng vào việc hôn nhân khai trương xuất hành nhưng mà bất lợi về việc khởi tạo động thổ an táng đúng không ạ như vậy có ngày giáp tuất thì là gì ngày giáp tuất quý vị ghi nhé dùng được việc sau này dùng việc hôn nhân khai trương xuất hành là tốt đấy nó bất lợi cho việc động thổ mai táng hay là giờ chỗ ở tức là gì ờ, bất lợi cho việc mai táng giờ chỗ ở nhé như vậy là từ thông kia này mùng sáu này là cái mục khác để cho nó, cho nó dễ mùng 6 là ngày giáp tuất đó mùng 6 giáp tuất thì quý vị chỉ lưu ý nhé về cái ngày này này cái ngày mùng sáu giáp tuất này thì quý vị chỉ có thể đến làm những việc như là gì khai trương hôn nhân xuất hành thì là tốt à, nhưng mà không được dùng nhá kỵ cái việc động thổ mai táng giờ chỗ ở đó à, tiếp theo ngày bính tuất mậu tuất thì nói chung là trăm việc đều không bại nên là quý vị cũng không nên dùng đó à, thưa quý vị à, như vậy là tử thông đã vừa sử dụng cái quyển sách ngày tốt toàn thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những ngày tốt trong cái tháng 10 âm lịch để chúng ta tiến hành mọi việc chưa được thuận lợi may mắn và hành thông và trong cái tháng 10 âm lịch tháng ất hợi này, này thì chúng ta sẽ có 5 ngày tốt năm ngày tốt đúng không ạ năm ngày tốt đó bao gồm những ngày sau này đầu tiên là ngày 11 là ngày kỷ mão đúng không? ngày tốt thứ hai là ngày 26 là ngày giáp ngọ ngày tốt thứ ba là ngày mùng 2 là ngày canh ngọ ngày tốt thứ ba là ngày 15 là ngày quý mùi và ngày tốt thứ sáu là ngày mùng 6 ngày giáp tuất ạ ngày giáp tuất này chúng ta làm cũng rất là ít việc nhưng mà nó cũng thường là rằng ngày là gì ngày khá tốt đấy đó thì bên cạnh đó thì quý vị cũng thể tham khảo thêm cái 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 việc chọn ra giờ tốt ấy, bằng cách là gì à, mở cái trang 127 của cái sách ngày tốt tuần thư thì ở phần này nó là cái gì? cách chọn ra những cái giờ tốt cho quý vị tiến hành mọi việc để đồng chí thuận buồm xuôi gió đó quý vị có thể tham khảo thêm trang 127 nhé về cách chọn giờ tốt đấy thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách là ngày tốt tuần thư nhé nhớ nhớ là dùng quyển sách ngày tốt tuần thư để tự xem ngày này tháng tốt cho mình nếu mà quý vị chưa có sách thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách ngày tốt toàn thư, tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào của bất cứ ai. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.